tưởng tượng cái gì đó, tâm mình cũng như tâm mình nó lặng, thấy không, nó lặng, nhưng mà mình có thể mình đi các chỗ nào mình muốn, thấy không Nam? Cũng như nó trong không gian vậy đó, nhưng mà mình thấy như cũng như là mình thấy dạng vật, thấy không? Phải không, con tịnh như nghĩa là Nam? Không một vật mà trùm vậy. Đúng rồi, nó không trụ, nhưng mà nó tâm mình nó không có vật gì hết, nhưng mà nó dạng vật dạ, ở trong tâm mình dạ, không có cái nào ngoài mình tâm. thấy dạng vật luôn, dạ. Mình nhìn thấy rõ, dạ. Mà mình có thể mình muốn đi đâu là theo ý mình, dạ. Đúng rồi. Phải tịnh vậy không Nam? Nghĩa là chủ sắc thân, dạ. Chủ dạng vật, dạ. Chủ hết tất, dạ. Cả mình là chủ nhân, dạ. Mình biết, dạ. Cái biết là chủ nhân, dạ. Cũng như là mình bỏ cái thân đó ra, đó, mình không có quan tâm đến cái thân, chủ hết được, dạ. Tất cả đó. Thì con hành theo ông vậy đó. Bởi vì người ta đọc kinh Duyên Giác á, dạ. Mà người ta đâu có giải được, dạ. Kinh Duyên Giác dạy nó rõ ràng, dạ. Trước hết là ly thân quyển, dạ. Cái thân giả này buông lắm, phải không, dạ. Cái đó là ly cảnh quyển, dạ. Cái cảnh mình nhìn thấy rờ đụng dạng vật đều giả luôn, dạ, dạ. Ly luôn, dạ. Rồi ly tâm quyển, dạ. Cái tâm suy nghĩ đang sang trên đầu óc đó, cái, dạ. Đó là vọng tưởng, dạ. Cũng ly luôn, dạ. Đó, rồi ly ba cái còn gì nữa, dạ. Ly luôn cái ly, dạ. Cũng không còn luôn, dạ. Mượn cái pháp Phật để diệt những cái phiền não vọng tưởng, dạ. Nhưng mà khi hết mấy cái này, cái pháp đó cũng bỏ luôn, kêu ly luôn cái, dạ. Ly. Cũng như mình lấy cái bàn, mình lao cái chổi, mình quét cái bàn, phải không? Dạ. Chạch rồi cái chổi liền luôn. Dạ. Rồi giờ còn cái gì nữa? Dạ. Đó, ở trong kinh không giải được cái chỗ, dạ. Đó. Mấy ông sư giải trần ai cũng không biết cái chỗ đó. Dạ. Mà tôi nói cái chú ngộ liền. Dạ. Thì con ngộ. Cái phi quyển không có ly được. Dạ. Là cái của chú. Dạ. Hiện giờ chú đang biết là bỏ cho ai đâu bỏ đi. Dạ. Thì nó là chú rồi còn ly cái gì, dạ. Nữa. Cái chỗ này kinh không, dạ. Có giải. Dạ. Cho nên tôi nói cái nghe ngộ, dạ. Được liền. Dạ. Như là con như gì nào năm, cũng như con cứ nghĩ vậy ha, cũng như mình theo dõi Phật pháp đó, thì mình phải suy ra cũng như gì nè, cũng như á cái tâm mình là cũng như cái tâm mình cũng như là tâm Phật, giống như tâm Phật luôn, phải không ông Nam? Cái tâm của mình là giống như tâm Phật, tại vì mình làm cái gì, nếu mình làm cái gì có lỗi tội là tự nhiên tâm mình cũng như mình thấy tội, cũng như là Phật thấy mình tội, cũng như tâm mình là tương đương với Phật, như giống như Phật, phải không Nam? Nói vậy là chưa ngộ, dạ. cũng như mình á, mình là Phật, cũng như mình nghĩ tâm mình là Phật, dạ. Chứ không phải giống, không, giống phải. Là chưa cũng, vô cũng như là cũng như mình là Phật, cũng như mình làm cái gì có tội là mình sẽ nhận ra một cái đó là có tội, là tự mình phán xét được mình đó, mình biết mình phán xét được mình, phải không Nam? Là vậy đó, ví dụ như muối, dạ. Chưa xuống biển thì đi tìm biển, dạ. Mà khi lại biển nhào xuống rồi thì không có muối, dạ. Mình là biển, dạ. Mình nhận ra cái biết, bây giờ mình là cái biết, dạ. Nhưng mà mình chưa ngộ được, dạ. Cái mình tìm cái biết, dạ. Mình nhận cái biết, mình, dạ. Kiếm cái biết, dạ. Nhưng mà khi mình ngộ được rồi thì mình là, dạ. Cái biết, không có tìm, có kiếm gì hết, ừ. Đó. Chỗ này hay lắm, nghĩa là dạng vật ở trong hư không, dạ. Mà cái biết mình hư không, trùm, dạ. Khắp dạng vật, dạ. Nó trùm khắp dạng vật, mà nó ở trong dạng vật luôn, dạ. Tới trong cái thân này, dạ. Luôn, nếu không có khoảng trống sao ăn vô được, dạ. Sao thở được, dạ. Đó, thì trong cái đặc này nó cũng vẫn có cái không, dạ. Thì trên trời dưới đất gì cũng có cái biết hết, dạ. Trùm hư không, trùm vũ trụ, không có ai ra ngoài cái biết được, dạ. Tuyệt vời như vậy đó, dạ. Cho nên nhiều người Đức Thầy nói cái câu mà ráng tìm cho gặp chủ như không, dạ. Cái mình tưởng đâu chủ như không phải tìm, còn tìm là không gặp, dạ. Đừng tìm cái chủ nhân ông, dạ. Là mình, dạ. Chỗ này hay đó, hay đó. Bởi vì ông nói các vị Phật á, các vị Phật á cũng như là tâm phàm cũng như giống mình thôi đó, dạ. thì mình dựa theo đó là thì mình hành, đúng không, dạ. Dạ, thì đó mình việc, tại vì với là ông Nam nói nè, cái lúc mà đẻ ra sanh ra là họ không có biết gì đó là có cái tánh Phật, phải không Nam? Yeah, đúng rồi. À, khi nào tiếp xúc với môi trường nó lớn lên á, nó sẽ tiếp xúc với cái này, nó sẽ sanh ra tà với chánh, nó đi song song nhau vô minh á, nó gây ra tham vọng, với lợi vọng tưởng, với cái đủ thứ đó, phải không Nam?
con dạ. kem rồi phải không? À, dạ. Nói như vậy đó. Dạ. Kêu người mới sanh tánh thiện trời dạ. dành đó. Dạ. Lúc đó nó chưa biết gì hết dạ. đó. À, dạ. Đói thì biết ăn. Dạ. Buồn ngủ thì biết ngủ. Dạ. Ai làm đau thì nó biết khóc. Dạ. Đó, cái tánh thiện mình là như vậy. Dạ. Chứ đâu đâu có biết tham danh tham lợi, dạ. đâu có biết tính toán gì đâu. Dạ. Lớn lên cái bị cảnh chạy theo cái sanh đủ thứ hết trời, dạ. trở thành phàm. Dạ. Này dạ. con nói chung là con, ông nói con nằm con ngẫm nghĩ đó, cũng như là y thân như ông nói đó, còn con yeah. con cũng như là con việc được cái u minh đó là khỏe lắm đó, cũng như là thấy mà không chạy theo giặc thì thấy mình biết cái biết đó, đó. Cái biết của mình là Phật, dạ. nó không có vô minh, dạ, dạ. nhưng mà tại nó dính với cái không biết, dạ. nó mới hành vô minh, dạ. nó bảo thủ cái thân này là vô minh, bảo thủ vật chất là vô minh, dạ. bây giờ buông hết tất cả cái không biết thì cái biết là Phật, dạ. hỏi thu gì chứ, dễ ẩn. Nhiều người than tôi nói tôi khó quá ông Lâm, tôi nói á, tu khó tại mình không biết tu, dạ. chứ biết tu không có khó đâu, dễ ẩn cả. Tôi nói sao dễ ẩn, còn tôi nghe tôi hiểu chân nhưng tôi làm không được. À, thôi bây giờ tôi nói coi, làm không được hay là không chịu làm. Dạ. Định trên từ cho kỹ coi. Dạ. Nếu ông Phật biểu ông bỏ ăn thì ông làm không được, bỏ ăn chết. Dạ. Bỏ ngủ ông làm không được, dạ. bỏ ngủ chết. Không uống nước là không được, chết. Ông Phật đâu có biểu mấy cái đó. Dạ. Biểu ông bỏ ghiền. Dạ. Ông bỏ ghiền cái ông lên ký liền, ông hết đau liền, dạ. mà sao ông nói ông bỏ không được. Dạ. Như vậy tại ông không chịu bỏ. Dạ, dạ, đúng rồi. Có gì đó không ạ? À, như bởi vì như mình nhéo mình đó, mình nhéo cho mạnh cái biết nó đâu biết đau đâu, mà cái thân nó đau, phải không? Đúng rồi, dạ. cái người đang biết đau, cái dạ. người đó không có bị đau. Dạ, đúng rồi. Nếu tôi bị đau sao tôi biết đau đó, đó, mình đó. Nhận cái chỗ đó là dạ. hổ phánh đó, đó. Dạ. Bây giờ mình nhận được cái không biết đau rồi thì mai mốt cái thân chết, tôi đâu có chết, tôi là cái biết cái thân chết mà, thì ngay đó khỏi chết rồi. con ấy cái đầu con ngồi ở đâu con gì cái vô minh đó, cái đầu mở nó ấy nó quá, nó giặt quá, cái đầu gia đình nói con sợ con không biết đi quá xa à. Rồi nhưng mà mình biết cái biết là không có, cũng như không có vọng tưởng, là tại vì á cái lúc đầu, tại vì á, các người cũng ai ngầu thiền á cũng gây ra cái cả ảo giác luôn á, gặp cảnh này cảnh kia, rồi cảnh tiên Phật nào kia, không? Nhưng mà mình không đi theo, tại vì mình là cái biết, không? Bởi vì không nào? Nghĩa là bị cái tướng giả dạ. làm mê hoặc. Cái đó là hình tướng bên ngoài. Bây giờ cái tướng giả chú là nam, cô này là nữ. Dạ. Đó thì nó có sanh ra tình cảm luôn vô cũng thứ. Dạ. Để làm cái tướng giả. Dạ. Còn cái thiệt chứ là cái biết thì dạ. cô này cũng cái biết, đâu có nam có nữ gì đâu mà có vấn đề tình cảm. Dạ. Nội dư đó chú tu dễ ập rồi chứ có gì đâu. Dạ. Mình không chịu nhìn cái thiệt, cứ nhìn cái giả không, người sanh chuyện tùm lum mà. Dạ, nó nhìn dạ. cái tướng giả rồi nói nghèo giàu, rồi nói kẻ đẹp người xấu, kẻ sang người hèn gì thôi, lu bu đủ thứ trời. Dạ. Bây giờ xù cái tướng bỏ đi thì chỉ có cái biết. Dạ. Thì nhận cái biết này thì được rồi. Tu dễ ập vậy đó, không chịu để tu cho khó không. Bởi vì ông vừa hiến tông lên, yeah. ông hỏi các sư trong nước giáp hết, giải Phật tánh là cái này cái kia là giác là gì đủ thứ hết trơn, ông không ngộ được. Yeah. Tới gặp ông Phật giới thiền sư đó, ông hỏi thế nào là Phật, thì ông Phật giới thiền sư ông nói dám bảo vệ hạ đã quên. Yeah. Các ông vừa ngộ đạo liền. Yeah. Ông nói ta hỏi các nước hết trơn mà không ai giải cho ta ngộ được, mà tới yeah. ông Phật giới nói cái ta ngộ được. Dám bảo vệ hạ đã quên. Mình là Phật, tại mình quên ông Phật mới chạy theo vật chất, rồi mới chết lên chết xuống rồi. Bây giờ nhớ lại tôi là Phật, thì làm y theo ông Phật, thì thành Phật. Ở kỳ chứ có ai bắt làm gì đâu khó. Dạ. Bắt lên non vào rừng gì đâu khó. Nhớ lại Đức Thầy á, là chuyên tâm, là cũng như nói về cái tâm đúng không không à. Dạ. Dạ, thì đó, là cái tâm mình không à. Sáng giờ con nôn xuống, tặng hai vợ chồng xuống gặp ông, cái rồi đi tới chợ mớ á, gặp bà đó bán hai cái lồng chim quá khứ rồi,
cái đầu lợn hai vợ chồng mua kiếm chỗ thả đó, cái đầu mua hết, cái đầu đi đi chạy qua chợ mới, cái đầu xuống đây đó nó hơi trễ, cái đầu đi xuống cái bệnh viện á chờ test, con chờ test tụi con mới lên đây ông được, bởi vì nó tới giờ mới tới ông đó. ông quá tốt rồi. Đó rồi bây giờ người ta nói hạng thiết gia, hạng tại gia. Cái chùa nó có nói cái chùa nào không? Dạ. Cái nhà nó có cái nhà nào không? Dạ. Tại sao mình chấp cái chùa cái nhà rồi phân biệt thiết gia tại gia? Dạ. Cái chùa cũng là cây đá ngói gạch, cái nhà cũng cây đá ngói gạch. Mà cái người đặt trên nhà, đặt trên chùa đó, cái người đó là Phật đó. Dạ. Bây giờ chú đặt cái nhà, chú là cái chùa đi. Vợ chồng chú cùng nhau tu ni cô hòa thượng được không? Thì đó là cái chùa rồi. Còn mình nói cái nhà thì nó mới có chuyện về cái nhà. Vậy đó. Tại vì cái nhà thì cái nhà thì nó là cái nhà nó chết nó đâu có đem theo được đâu. Thì bởi vì cái giả thì cái nào cũng giả. Dạ. Đặt thêm cái tên giả. Dạ. Ngày giờ đúng nó tan rã chứ có gì đó. Rồi bây giờ mình còn cái ngã thứ hai. Cái ngã thứ nhất là động tới thân mình chịu không nổi rồi phải không? Dạ. Rồi còn cái ngã thứ hai nữa, ta đánh mình không giờ mình đánh con mình cái nổi nóng đó. Không mà phải không? Dạ. Đó là cái ngã thứ hai đó. Sao? Con không dám đánh một sợ biết sao? Sợ nhiều khi con cháu ông bà của mình đầu thai lại đó con không có dám đánh. Dạ, dạ bởi vì con sợ cho kỹ rồi đó. Dạ, con sợ con nằm con nghe từ câu của ông á. Rồi nhiều khi mình nghĩ là bởi vì người ta tu người ta làm bị tu tới chết không ai đắc đạo. Dạ, nói Đức Phật bố thí vợ rồi bố thí con. Dạ. Tới chặt cái đầu bố thí luôn đó. Dạ. Rồi giờ mình bắt chước làm vậy được không? Dạ. Chứ vợ mình cái thân của nó chứ bộ nó là mình sao bố thí. Rồi con mình cái thân của nó chứ sao đem đi bố thí. Dạ. Rồi cái đầu mình chặt rồi sao tu. Dạ đúng. Thấy không? Đó nếu mà hiểu cái kiểu mấy ông sư để vậy toàn là mê tín. Đức Phật muốn nói mình bố thí cái ngã. Dạ. Bố thí cái ngã chú quên cái thân này cũng như là chú chặt cái đầu rồi. Dạ. Thì chú chứng A-la-hán. Ừ. Còn bố thí vợ con nghĩa là sao? Tự do không rầy không đánh nó. Nó làm sao nó làm mình khuyên cho nó tu thôi là bố thí rồi đó. Dạ. Chứ đâu phải bố thí được cho ta. Dạ. Mấy cái đề hay lắm nhưng mà ta không biết. Dạ. Ta chấp nhận tự luôn à. Không, con nghe của ông, con nghe đêm là cũng nghe con thấm đâu, con nghe là con ấy còn hành theo ông vậy đó. Bởi vì nói đúng ra tôi nhờ cái duyên nhiều kiếp. Dạ. Cho nên bây giờ ha, tôi nói được mấy chục nước nghe đó. Dạ. Mấy chục nước trên thế giới rồi. Dạ. Nghe là điện về nói ông nói sao mà hành từng lễ kết quả. Còn hồi trước tôi trần ai không thấy gì trơn. Đúng rồi. ông cũng như là ông nói vô trọng tâm không à. Ừ. Đó, ông nói là mau lắm, mau ngộ lắm. Ông nói là mau mau ngộ dữ dằn. Nói thẳng ngay cái Phật tánh. Dạ. Ngay cái cốt lõi. Dạ. Cho nên nhận liền. Dạ. Còn phần nhiều mấy ông coi kinh thì muốn nói lòng. Dạ. Vòng rồi. Dạ. Nghe hoài không biết ông nói cái gì. Nhiều khi á, nhiều khi người ta dịch sai nữa đó ông Năm. Ta dịch á. Đúng không? Ta dịch sai á. Đúng như đó. Bây giờ giải Phật giải gì người ta cứ đi làm vòng và tu quánh một cái gì biết đâu. Cái biết là Phật nó khỏi giải gì chứ. Giải ật cái có gì đó. Phải không? Khỏi nói làm vòng. Không có ông Phật sao biết ra cái thầy ma chết đâu biết làm. Bây giờ thấy thầy nói sao mà y vậy đó mà bây giờ thấy chết chóc gì đâu mà bệnh tật quá khứ. Bởi vì nhận cái biết này là kịp á. Dạ. Kịp cái tử thần. Dạ. Kịp cái cơ thần diệt. Còn tu lòng vòng là chết. Không kịp đâu. Cũng như là kịp chiến đấu cuối đó không? Đúng rồi, giờ này là kết thúc rồi. Dạ.
giống như đang cúng, tập trung cúng nó nguyện cúng cái đầu nó nhảy vô trong đầu con cái chuyện này chuyện kia, cái công việc nó con nó mới đầu công việc con niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái sau cái bắt đầu con nói nè, giống như con là người không có được tốt, con là người không được tốt, nên nhớ lại là giống như là đang mình đừng có suy nghĩ mấy cái kia nữa đó. Cái bắt đầu định hình lại từ từ nhớ tôi chỉ cách này dễ ở cả. Bây giờ mình đương cúng, yeah. Cái vọng tưởng ở đâu nó nhảy vô, nó nhớ chuyện này chuyện kia phải không? Yeah. Thì mình liền biết, yeah. Thì tôi là cái biết, yeah. Không quan tâm đến những cái đó, rồi yeah. Tự nó mất à? Yeah. Mình sợ nó cái mình chấp nhận nó có đó, cho nên nó có hoài, đừng yeah. Sợ nó. Ờ, yeah. Giá như mình không có gì hết đi. Yeah. Xung xê cây đại thọ, yeah. Siêu chích chim về đổ. Yeah. Đến mặt ý không cầu, yeah. Đi tự do chẳng đuổi, yeah. Đạt đến chỗ này rồi lý đạo bên trong đủ, yeah. Mình tu giống như cây đại thọ vậy, chim đậu thì đậu mà chim bay bay, vọng tưởng thì vọng mà vọng tưởng đi thì đi, mình không có chấp nhận vô cũng không đèm đuổi đó, tự yeah. Nó đi hết. Dạ, cái thời gian ban đầu á là nói chung là con cúng hoặc là con đọc bài Tây Phương, không thôi con đang niệm Phật. Thời gian ban đầu thì con giống như con đọc được vài câu con quên cái con làm công chuyện, cái con lăn sang cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật, cái sực nhớ ra cái con niệm lại cái con cúng, sao nó mình gắng cố gắng kiềm lực nè, mỗi lần cái nó giống giống như là ông Năm nó vọng tưởng gì đó, nó cứ xâm vô cái đầu con, cái con niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, con trắng lại giống như mình biết cái đó là mình đã lạc rồi, không có được suy nghĩ tới những chuyện khác. Đang đọc bài cúng mà nhìn vật kia là tưởng vật kia. Em không nhìn, nhưng mà cái đầu em nó giống như là nó nhảy vô trong cái đầu em á, nó mắc mình suy nghĩ cái kia mà biết là mình đã cái đó là sai, không được. Mình phải quay lại niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nhất tâm Nam Mô Di Đà Phật, nhất tâm hoài. Cái từ từ cái nó đỡ chị. Nó ít cái sự lăn xăng lộn xộn trong cái đầu mình hơn. Mình mượn cái pháp niệm Phật hay mượn cái pháp này pháp kia, cái đó là mượn, có khi quên khi nhớ, yeah. Còn cái biết nó ở với mình hoài, không có quên nó nhớ. Mình nhận cái biết là mình tu ngay cái biết đó dễ hơn hết, mau thành Phật hơn hết, yeah. Là vì tu ông Phật của mình, yeah. Còn cái câu niệm Phật mình mượn của ông Phật, mình mượn thì phải trả, không khi nào giữ được cũng phải, yeah. Nhớ cái quên à. Mà dạ. Cái biết mình nó ở mình hoài, không khi nào nó quên. Nhưng mà có một cái không có nó mình chết à. Dạ, nhưng mà có một cái gì ông Năm, giống như là cũng thời gian ban đầu á, tại vì con là giống như buôn bán, nhiều khi con quên, cái con đeo cái sâu chuỗi trong tay con á, bạn con lặn thời gian ban đầu là con tập từ từ vậy đó, con lặn Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ giống như không có niệm bằng cái miệng nữa mà mình niệm bằng cái tâm của mình á. Là cái này con cảm thấy là cái tính nóng nảy của con nè, rồi cái sự ích kỷ của con nè, rồi cái sự nói chung là nó nhiều lắm, nó săn nộ nhiều thứ lắm, là con buông được từ từ. Nó bây giờ giống như là muốn tìm lại chính bản thân mình. Ủa vì sao mình phải như vậy? Nó những cái đó nó không tốt, mình đừng giống như là mình đừng có đi theo nó nữa. Nó mình bỏ hết tất cả đi để làm chi? Mình bây giờ mình nhờ làm lành lánh dữ. Nó rồi lo cúng lại, lo niệm Phật. Nó thì trong con bây giờ con đơn giản, con đơn thuần, con chỉ nghĩ có bao nhiêu thôi, con muốn thực hành bao nhiêu thôi. Nó rồi ăn tương, nó để làm chi, con đi chợ con mua cá chết, thời gian con chưa có ăn tương được á, cái con mua cá chết ai cũng nói con ủi sao ngộ à? Cái con cá sống ăn nó ngon thì sao không mua, đi mua con cá chết, ai nói gì nói, em đứng khinh em không nói gì hết trơn á. Cái còn nhiều khi cái mà hằng đi chợ cái chị đó chỉ bán cá, anh nói không có dặn trước gì, đi bất chợt vậy đó, nó giờ có cá chết nhiều thế thì em mua, còn nếu mà cá sống là em không có mua. Cái thao tép một đống đi, cái trong khi đó là con chết nó nhiều mà con sống nó vẫn có, cái con ngồi con lựa ra nó, nhưng mà nhiều khi nó cũng sót lỡ một vài con trong đó, cái con về hai cái làm chung trong nhà, con thấy gì con bắt con bỏ vô cái lon để con đem con đi thả nó. Đó, dạ, có nhiều khi là gắng cố tình đó, mình lửa hết ra, mình không muốn có một con nào nó sót trong đó hết trơn á, mình sợ mang cái tội. Nó là từ khi con giống như con biết cúng lại nè, rồi con biết phóng sanh nè, rồi con biết buông những cái xấu của mình ra nè, là con thấy tự nhiên trong tâm con nó nhẹ nhiều lắm. Lại quên cái gì qua rồi chứ không phải là dựa mình ăn xài á, dạ. Mà mình đâu có tiền đâu mượn, dạ. Mượn tiền anh em làm lão mới mua lúa dựa, dựa, dạ. Bán mới lấy lời gửi bệnh cái vốn trả anh ta,
rồi chuột á, chuột cống lan nó đào ăn bự bự cái đầm nước lớn đó, cái gò mình cao đó, nó vô nó móc bồ lúa không có còn kẻ hết trơn. Mà nếu làm tiêu bồ lúa lấy gì trả nợ người ta. Tôi mới nghĩ rằng cái kế bây giờ mình dăng một sợi dây điện thôi, giật cái nó phóng à, chứ nó không có chết. Đang mình bảo vệ bồ lúa. Vậy mà tôi dăng thiệt, chuột nào lại cọ vô cái nhảy cừng cái thôi à, không chết chạy luôn. Rồi đó, mã cái mùa lúa bảo vệ được, cái tôi bán lúa gửi tiền trả nợ là sao tôi dựa luôn, chứ tôi không có dám dựa bồ nữa. Như vậy đó, mà tôi chịu mấy năm trời đó, nó giật ngã ngang, giật ngã y như nó giật chuột vậy đó. Nhờ mình tu nó mới hết nghiệp đó, chứ nếu không là chết với cái nghiệp đó. Ông, thì đó con có đi. Cậu ba rồi, chứ không phải là dựa mình ăn thề á. Mà mình đâu có tiền đâu mượn. Mượn tiền anh em làm lạo mới mua lúa dựa, dựa bán mới lấy lời gửi bệnh. Cái vốn trả người ta. Rồi chuột á, chuột cống lan nó đào ăn bự bự cái đầm nước lớn đó, cái gò mình cao đó, nó vô nó móc bồ lúa không có còn kẻ hết trơn. Mà nếu làm tiêu bồ lúa lấy gì trả nợ người ta. Tôi mới nghĩ rằng cái kế bây giờ mình dăng một sợi dây điện thôi, giật cái nó phóng à, chứ nó không có chết. Đang mình bảo vệ bồ lúa. Vậy mà tôi dăng thiệt, chuột nào lại cọ vô cái nhảy cừng cái thôi à, không chết chạy luôn. Rồi đó, mã cái mùa lúa bảo vệ được, cái tôi bán lúa gửi tiền trả nợ là sao tôi dựa luôn, chứ tôi không có dám dựa bồ nữa. Như vậy đó, mà tôi chịu mấy năm trời đó, nó giật ngang y như nó giật chuột vậy đó. Nhờ mình tu nó mới hết nghiệp đó, chứ nếu không là chết với cái nghiệp đó. Ông, thì đó con có đi là chùa cái dinh ông ở chợ mới không, cái con xin cái sâm. Xin cái sâm nó con nói con là giống như là con nên làm phước nhiều đi, rồi cái con mới vô mình trong đó thì nói thì sao ấy, mình cứ giống như là sống cuộc sống của mình không có biết nghĩ cái cách hại ai, ngày nay ngày mơ tôi hại người đó hay gì nó, mình cũng làm ăn đàng hoàng ở nhà, nhưng mà có một cái làm phước không có được nhiều nó. Và lúc trước là tự nhiên là con như con nói ông nãy đó, là tự nhiên con lùng là con xỉu ngang, con xỉu mấy lần luôn. Có mới nãy là con kìm lại được là con niệm Phật đó, là con kìm lại được cái sao nó qua cái nó nhẹ con người con lỡ. Mình sống với cái biết một chiếu đó là nó hết. Bởi vì nhiều cái nghiệp của tôi dữ lắm mà tôi chiếu nó hết. Thì con cái đó là giống như cái nghiệp nhiều kiếp nhiều đời hay hiện tại của con, bởi vì cho nên là bây giờ Nam cho con hỏi cái xuống nè. Giống như là ở nhà con bán thuốc tây đi, rồi giống như là con cũng có bán thuốc thực phẩm chức năng mà dạng bên thuốc tàu. Nó nhưng mà có một cái như lúc trước thì con chưa ngộ, thì con còn giống như là như một hộp thì mình bán lời, ví dụ như là vốn mình nó khá thì mình lợi nhiều lên xíu, còn ấy thì ít lợi. Còn bây giờ biết rồi mình bán mình hạn chế lợi, mà mình giống như là thay gì á, biết người ta bán cái giá cao hơn, bây giờ mình có thể mình bán bên thuốc tạo thực phẩm chức năng mà mình bán cái giá nó vừa phải, ví dụ như một thuốc hộp thuốc gì đó mình lợi 5.000 có được không? Giống như tại vì cái nghề của mình là nghề bên dược, nhưng mà mình lấy cái thực phẩm chức năng đó, tại vì thực phẩm chức năng là bên thuốc tây và bên thuốc tạo đều sử dụng được. Rồi mình có bán được cái thuốc tạo hay không? Hay ông Nam có nên hay là không? Hay là con nghĩ luôn? Được, không sao. Nhớ câu này được rồi. Buông nhẹ lại, chơi dè nhẹ lại. Sống cho mình còn phải cho người. Đó. Nghĩa là thay vì ta đập đổ. Cái món đồ không có đó, ta bán thật cao. Người không có kẹt phải mua. Còn mình thế giá lời cỡ đó là bán cỡ đó thôi. Ta kẹt cái gì cũng mình không có thừa cơ hội đập đổ ai. Như vậy cũng không sao hết. Rồi con dưới giả lại như con coi như trong sấm giảng thi dân của thầy để lại á. Nó là thầy nói giống như sau này á phiển rất là nhiều. Nó mà trong các thuốc tây thì nó có đờ xa. Nó là trong cái suy nghĩ con bây giờ giống như là con loại dặn là con không bán mấy cái đời xa nữa, như vậy có đúng hay không? Cái đó mình giải thích cho ta nghe cho rành. Cái chất đề xa này đó bán để trị những cái người bệnh mổ đau chịu không nổi, cho uống cái viên thuốc có đề xa hay chích thuốc đề xa là nó hết nhức liền, chịu mới nổi trong 1-2 ngày là thôi. Nhưng mà con thấy không biết muốn hoài là nguy hiểm, mình nói cho người ta biết. Lúc trước thì nói chung là ai mua thì con bán. Nhưng mà bây giờ mình biết là cái đó là xài vô nó sẽ mục xương, nó sẽ không tốt.
rồi con cũng giải thích, con nói ừ giờ dì ơi hay chú ơi uống cái này nhiều nó sẽ giữ nước, sau này mình trị bệnh không có được nó giữ nước nó sẽ mục xương. Rồi một số người người ta sợ, người ta nói thôi ừ nếu vậy thì thôi người ta không mua, nhưng mà một số người ta vẫn cố tình người ta mua. Nói rồi một số người ta mua cho con gà, con này, con kia người ta mua. Giống như là người ta mua mình rồi thay vậy vậy thôi con nghỉ bán cho rồi đi. Con nói hết rồi xong. Không bán. Dạ thì con tính là giống như là thay vì tại vì mấy cái đó nó không có tốt. Biết là nó có hại. Dạ. Chứ thay vì mấy cái mổ là chỉ có là cơ đơn của bác sĩ. Nó người ta ở bệnh viện hoặc này kia người ta mới có thể. Còn ở mình ở quê là mình đâu có sử dụng mấy. Em nói chị là ham rẻ nè, nhanh hết nhất nè, cái bắt đầu cứ uống mấy cái đó hoài vô. Mà lúc trước thì mình không có biết lực nhân quả, còn bây giờ mình đã biết, cho nên là mình nói mà như người con ta nói cậy nó nhanh hết được à, cậy nó dùng già rồi. Có uống nhiều người họ liều mạng. Dạ. Chừng nào chết ra hay dạ. Chứ nó nhức quá chịu nổi phải uống. Rồi á trong thời gian xì luôn. Dạ. Xì mấy chỗ này luôn. Dạ. Cha ngủ luôn, chết. Còn mấy cái paradon đồ á, trong ví dụ như hộp xanh với hộp đỏ, cái hộp xanh nó không có codein, còn cái hộp đỏ nó lại có codein. Cái con mới nói khách gì nè, nói thôi đi cô, nếu mà cô uống gì thôi cô mua paradon xanh đi, nó không có caffeine ở trong, tại vì caffeine cũng là một cái chất giống như nó gây nghiện nhẹ vậy đó. Nó còn uống ví dụ như mỗi ngày một số bà con này uống mỗi ngày một số người, khi nào nhất người ta mới sử dụng nó. Rồi con khuyên thì cũng được một số người người ta sử dụng paradon xanh, nhưng số người cũng vẫn cố chấp paradon, giờ tính nghỉ bán paradon đỏ luôn. Tùm lum, mỗi người chết thờ cái ly hương hay cái bàn thờ rồi sao dồn lên cũng để ly hương. Chứ thầy dạy mình không có, có ba ngôi thờ thôi, có ba cái lưu hương thôi, không có cái thứ tư. Tại vì con cũng thấy như vậy, con nói cái ba con nói gì nè. Ba nói là giống như tại vì nhà mình là thờ của, sao anh thờ giống của như... Thiên Quyền Nữ. Không phải, không phải, giống như là thờ nhiều, cái giống như là cái nhà con là thờ ông bà nhiều quá, ông Năm. Nói rồi cho nên là do của quyền thách tổ là riêng một cái ly hương, cho nên là cái phần ông nội bà nội là riêng một cái ly hương nó. Thì bởi vì cái hiểu của ông vậy là nó sai. Dạ. Cái lưu hương của quyền thức lỗ là chung hết trơn một gánh họ của mình luôn, không có nói cá nhân người nào hết á. Bốn đời trở lên, bốn đời trở xuống nữa. Dạ. Con cháu mình chắc chích bốn đời trong đó luôn. Dạ. Tại sao vậy? Ông bà mình vẫn đầu thai làm con cháu. Dạ. Cho nên thờ chung không có sao chứ. Người ta nói lớn không ở chung với nhỏ, không có nhỏ lớn. Rồi cái biết không có nhỏ lớn, rồi cái xác này mới nhỏ lớn. Dạ. Cái biết của ông bà, cái biết của con cháu cũng có một cái, một không có ai lớn nhỏ chứ. À, tượng trưng cái chỗ để mình cúng giấy rồi vậy thôi, chứ đâu có ai ngồi đó đâu. Hỏi chứ ngồi đó hoài chịu lỗi không? Yeah. Cái linh hồn đi khắp nơi, cho khắp trời đất, chỗ nào cũng đi được chứ. Bây giờ mình cần mình giấy ta về chứng vậy thôi, người ta đi rồi chứ không có ai ngồi đó chứ. Nhiều khi người ta hiểu lầm tưởng đâu sống cái thờ cái trời trật thì phải nhiều vàng nhiều lư hương đó, mà mình không biết. Dạ thì cái đó cũng như là để tượng trưng để cho nhớ tổ tiên ông bà con cháu, cũng như để cho nhớ tổ tiên ông cái bà. Bàn thờ của tôi nè. Dạ. Là ông Phan Văn Thiên đó. Dạ. Tiền kiếp của tôi đó. Dạ. Tới bây giờ con cháu biết mấy đời, biết mấy triệu người không, cũng có cái lưu hương một à, đâu có thờ nhiều đi hương hết chứ. Dạ. Thờ sao cho hết đợt. Dạ. Từ hồi đó tới giờ 9-10 kiếp rồi, tôi sanh đã 9-10 kiếp rồi, hồi đó tôi là cái ông đó đó. Như ông Năm sẵn đang hỏi luôn rồi. Mới nãy giống như ông làm cho con được khỏe mạnh nè, được ăn tương nè, ăn suốt đợn nè. Nó rồi ông dạy con nguyện gì chứ, giống như là cái sự vợ chồng vậy nè ông Năm, là mình cử luôn tuyệt đối hay là làm sao ông Năm? Có trình độ rồi thì phải cử luôn là ăn tu giải thoát chứ, còn cái vụ đó làm sao giải thoát được. Mình tu nâng đạo làm người thì được, không cấm, nhưng bây giờ muốn giải thoát dứt khoát coi như là anh em con một cha. Yeah. Rồi cùng nhau tu giải thoát vậy. Yeah. Là xong. Giống như mình mà ấy là mình vướng vô cái phàm trần rồi. Ừ, thấy không? Đúng đó, rồi đó. Bởi vì cho nên bây là ông phải đi ra. ông giống như là này, khi nãy tại vì ông Năm giống như là ông Năm kêu con, ông Năm đọc trước con đọc sau nó. Là có cái mấy cái chỗ kia thì giờ giống như con thành tâm nó, con ăn tương nó. Nếu mà con khỏe nè, con mạnh nè, con ăn tương hoài luôn nó. Còn không được, nói vậy chưa chắc. Dạ thì bảo vậy, ý con mình mới không ông nói vậy. Khỏe mạnh gì hết, chết tôi cũng ăn tương. Dạ. Tôi phải vậy đó chứ, nếu mạnh ăn tương còn bệnh tôi thôi hả sao.
thì lúc trước con nghĩ đó, bởi vì cho nên là sau này á con mới còn thí dụ nơi quan trọng là người nam á, nếu chú này mà tu không nổi là khó đó, còn chú này có trình độ rồi thì dễ rồi. Người nữ coi chứ đâu có quyền mà người nam, rồi cũng không có sức mạnh bằng nữa, họ đã áp lực rồi nó tránh cũng không khỏi. Bây giờ người ta có trình độ, ta chịu tu rồi thì dễ rồi. Dạ là vậy giống đó. Như là cái sự vợ chồng là tuyệt đối mình kiên cử luôn ha. Đúng rồi, không có ăn ái. Vợ chồng vẫn vợ chồng, vẫn ăn chung ngủ chung được hết. Dạ. Đừng có làm cái chuyện bậy bạ đó thôi. Dạ. Vậy là xong, bị đưa xuống liền, trở xuống bà tu lại. Dạ. Cuối dạ. cùng về ấm tức quá, nó nói vụ này mình tu trần ngay mà còn bị động tâm không em rồi. Dạ. Bây giờ vô nhà điếm tu. Dạ. Cái ông chỉ đá quá vàng, ông tu tới chỉ đá quá vàng đâu phải thường sao. Cái ông đem vàng bạc cấp vô nhà điếm nổi danh. Ông nói á, bà lựa cái cô gái nào đẹp nhất á, giao cho hầu hạ tôi. Đó, rồi đó lựa cái cô Như Ngọc đó, kêu Tạ Ngọc đó, cô đẹp nhất hơn hết trong cái nhà điếm, theo hầu hạ ông. Tối ngày nâng khăn rửa trách, đặt rượu cho ông, thay tắm rửa đó, cho ông cũng như vợ chồng vậy đó. Nhưng mà ông không bao giờ nghĩ tới cái việc tình dục. Bị vì ông đã bị trận tên đi cõi trên còn rất sướng nè. Bây giờ mượn cái đó nó tu luôn. Nghĩa là thấy sắc đẹp mà không đẹp, như không có sắc đẹp, thấy trời sập đất lở cũng không sợ, như không có trời sập. Ông học thầy ông có câu đó thôi. Ông ở trong nhà điếm ông cứ nói câu đó hoài, đẹp thì cũng vậy. Cuối cùng cái ông kiếm cách ngộ đạo. Rồi cái bữa đó tổ Đạt Ma đấy, Đạt Ma tổ sư đó. Từ ở bên bên Trung Quốc mà bay về Ấn Độ đó. Thì đi dọc đường sao thấy ở trên cái lầu xanh mà có cái vườn mây đỏ. Nó ủa, vườn mây đỏ này là có bực chân nhân sao kẹt trong lò xanh. Để ta kéo ra coi sợ mắc kẹt. Cái ổng đáp xuống. Đáp xuống thì cái ông này kêu mấy cô nữ đó đem bột, đem ấm nước được à. Ông giận quá công cái để bột vô bắp đùi là cái bánh chín. Để ấm nước vô là nước sôi đem vào đãi khách. Ông tỏ ra mình tu chứng có thần không, nghe mấy ông tiên còn danh, mấy ông tiên còn kẹt cái chỗ danh đó. Cái mà giống như là ý con nói là giống như theo cái con nghĩ gì nè, giống như từ đó giờ không có ngộ, bây giờ vợ chồng ngộ giống như là bạn bè với nhau sống chung đó, thì mình thứ nhất là mình cử tuyệt đối cái chuyện vợ chồng đó, rồi mình cùng nhau mình làm ăn, mình cũng lo làm ăn, nhưng mà dưới cái sự mà hài hòa vui vẻ trong gia đình đó, rồi cho suốt cuộc đời này đó, rồi mình làm lành lánh dữ là như vậy là được giải thoát không nào? Mình giải thoát luôn. Thì cũng như tôi nói cho hết câu chuyện này cho chú này thâu luôn nè. Rồi cái ông Đạt Mở Tổ Sư á, ông nói sao biết không, ông nói ông ngâm bài thi, nếu biết đường đông qua về tây chớ khá sai, đừng đem chân tánh muội chơi lâu trốn điếm đài. Ông sợ để ở đâu kẹt á. Thì ông Khư Lưu Trường Xuân ông ngâm lại liền, ông nói không một vật nào chỗ dính trần ai, thân này tôi làm chủ, chỗ gọi liên đài. Tức là ông nhận được cái tự tánh, ông sống cái biết này rồi. Thì chỗ nào cũng liên đài hết. Thì ông Mạc từ xưa ông vui vẻ rồi, cái ông ra ông bay đi luôn. Ông biết ông này em rồi khỏi độ nữa. Đó, rồi ông ở đó em, cái ông độ cho mấy cô nữ đó, bắt đầu đi kiếm chiếu, kiếm đồ, lát đồ dệt chiếu, rồi ra khỏi nhà điếm tu theo ông hết trơn. Ông độ đám nữ thành tiên luôn đó. Bỏ nhà điếm đi tu hết trơn. Tu phải vậy. Thôi giờ độ là điếm không được, độ vợ mình trước đi. Đặng mình hy sinh cái này, đặng mình mới có cái sự mà cũng như là được giải thoát về Tây Phương Cực Lạc không nhỉ, không Năm, thấy không? Đó, còn tránh cảnh tôi kể cái ông này cho nghe nè. Ông trốn đời, ông bên Ấn Độ á, ông lên núi, ông vô trong hang, ông trốn, ông ngồi, ông tu trống là 20 năm. Không còn biết thế sự gì hết. Đó, nhưng mà đến cái ông kia á, trưởng giả ở bên Mỹ, ông đi nghe đồn nổi tiếng, ông đi kiếm người học đạo ông tu. Đồn ông vậy, cái ông lên ông tìm tới. Tới chừng vô tới hang gặp ông này, ông ra ông tiếp. Ông dòm thấy cái ông khách có cái gói thuốc ở trong túi. Ông nói ông cho tôi xin cái thuốc. Tôi 20 năm trên núi tôi nhớ thuốc rồi, tôi không quên.
chết không? Thấy cái đó chết không? Dạ. Trốn cảnh là vậy đó. Nhiều khi lên núi trốn 20 năm mà nhớ điếu thuốc Phật. Cái hôm kia ông móc đưa cho điếu thuốc, ông mới hỏi đạo rồi ông giải thích đạo rất là tru nghe. Tưởng là ông nói sao? Ông nói ông còn mấy điếu nữa đưa hết cho tôi đi. Tôi hãy nói đạo cho ông nghe. Ngã rồi. Ôi, ông này ông thấy gì ông tốn chi rồi ông xa xa rồi ông về luôn. Ông không có học đạo không gì nữa hết trơn. Thấy không ổn rồi. Thì tôi trốn cảnh giống vậy đó. Phải tu được trong cảnh. Không có nói gì trơn. Gần gũi vợ con thì mượn vợ con tu luôn. Thì, chứ không có dạ giống như mình độ là để cho được giải thoát, đừng có luân chuyển để đầu thai mắc nợ mắc nặng với nhau nữa. Nghĩa là mình nghĩ việc lớn thì quên việc nhỏ. Vậy thôi chứ không có hết trơn. Còn cứ chấp việc nhỏ hoài là bỏ việc đó. Vậy đó. Còn năm hỏi nghe cái nữa nè. Giống như là phụ nữ á, tới tháng là mình không có được cúng không nè. Trời, phần nhiều người ta cũng kẹt cái chỗ đó. Đối với tôi thì nó không phải vậy. Nghĩa là lúc mình dơ, tắm rửa sạch sẽ, tắm gội đàng hoàng, vẫn lên cúng như thường. Trừ khi lúc nó đường dơ thì phải đi tắm rửa sạch sẽ, chứ mang cái dơ bẩn lại chỗ giường linh rồi là tội. Vì cái câu này người ta mới nói cúng không được đó. Ở trong Kim Cổ Kỳ Quang đó, một tội đàn bà đường kinh, đi qua đi lại giường linh hư mình. Cái câu đó là người ta cũng sợ có gì không dám cúng lại, chứ không phải. Mình để cái dơ bẩn mình đi qua đi lại giường kinh là mới có tội. Còn mình tắm gội đàng hoàng thì mình cúng lại có sao đâu. Vậy chứ hồi lúc là không dơ đó, nó không ở trong bụng mình sao? Lúc nào cũng mang cái bụng hôi thối, lúc nào không dơ đâu. Thì mình tắm gội sạch sẽ, mình cúng qua rồi thôi. Cái tâm mình á, trong sạch, chứ cái thân sao giữ trong sạch được. Cái thân vốn nó dơ rồi. Tâm không tham sân si là trong sạch. Tâm tham sân si là dơ bẩn. Chứ không phải cái thân. Ông Nam, cho con hỏi cái nữa nè. Cái gì thắc mắc hôm nay cả hết. Cái bàn thông thiên đó ông Nam. Là mình đọc bài quy y. Quy y xong rồi mình sáng xá mình cắm hương. Cắm hương xong mình đứng chắp tay thẳng vào ngực mình đọc tiếp bài quy y, có đúng không ạ? Rồi mình mới Tây phương ngũ nguyện. Tây phương. Dạ, đúng rồi. Nguyện đó. Dạ. Xong rồi là mình cũng lại bốn lại à. Dạ. Dạ. Đó, còn ba hướng kia thì mình chỉ đọc bài Tây phương, phải đọc bài quy y. Dạ. Vậy chứ không có gì. Thông thiên cũng như là khóc là này nè, khóc như nào ông Năm. Quan thượng quan, quan thượng đẳng đại thần, phải không? Trăm quan phải không? Trăm quan phải không? Trăm quan cụ đại cựu thần, cụ trăm quan cựu thần. Trăm quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi cảm ứng chứng minh. Hai con cải hối ăn năn làm lành đánh giữ. Quy y thêm mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Tới bài quy y đó. Dạ. Con thấy cái khúc mà Phật tổ Phật thầy rồi con đọc như là trăm quan rồi cụ thần chư vị. Trăm quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm thần. Cái khúc đó là ông Năm ông giải cái khúc mà đó. Phật tổ là Đức Thích Ca. Dạ. Phật thầy là Đức thầy mình thay cho Đức Di Lạc. Dạ. Còn trăm quan đó. Dạ. Tức là cái trào vua Minh Quân nào cũng vậy, có 100 vị quan từ trên tới dưới. Dạ. Gọi là trăm quan. Dạ. Rồi thêm các ông ở trên như quân sư rồi nữa mới 108. Dạ. Còn trăm quan rồi cựu thần trong đó luôn. Dạ. Thượng đẳng đại thần là Đức Nguyễn Trung Thực. Dạ. Còn trăm quan cựu thần đó là các vị từ đời vua Đinh Lê Lý Trần ở đây. Dạ. Đều được tái kiếp hết. Mình nguyện sau này mấy ông đó trở lại hết. Dạ. Rồi mới tới chư vị sơn thần là mấy ông thần núi. Dạ. Với mấy ông chư vị ở trên núi, mấy ông đó trị bệnh hay lắm. Dạ. Cho nên thường thường nguyện kêu vị chư vị là mấy ông đó trị bệnh đó. Dạ. Rồi chư vị năm non bảy núi mới cảm ứng chứng minh. Dạ. Ở vậy Đức Thầy nói đó, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, đừng quên tiếng nguyện chốn non xanh. Đó. Người ta tưởng đâu mình qua bên Phật, qua bên núi mình nguyện, chứ không phải. Nguyện tại bàn thờ nó là nguyện chư vị trăm quan là nguyện rồi đó. Dạ. Nơi Phật cảnh chốn lần sanh là ngay đây nè. Mình đã nguyện rồi. Vậy đó. Vậy là tôi còn nhớ là trăm quan.
Nhưng tại người ta in đặt rồi thành ra mới chiêu quang luôn đi. Cô dạ. Không ai dám sửa. Tại vì nhà con là ba cuốn sách giảng của thầy. Nhưng mà con lựa cái cuốn cũ nhất năm 1966 á. Con coi nó là coi theo giống như là thầy để sao là thành y thinh trong đó gì đó. Nó, dạ, bởi vì cho nên nó là cũ ông ngoại con lãnh về đó. Thấy rồi, ngoại về đó. Đầu đưa cho con cháu thì, đó. Cuốn 66 đó là của ban trị sự giáo hội in. Dạ. Còn trước nữa đó thì mới Đức Ông anh. Dạ. Nhưng mà nó trật trước nữa chứ không phải mới trật đó. Cũng như bây giờ cái ông ở bên Mỹ và ông xưng ông là Việt đó. Ông lấy cái tên Kiệt đó. Dạ. Ông nói ông là vua Kiệt đó, mai mốt ông về ông là vua Việt Nam. Ừ. Đó, cái đó cái chết cho ông nữa đó, ở chừng ông bị trong quan quở là ông chết nữa. Dạ, cái gì mình cũng phải là cái câu đó Đức Thầy nói hãy đợi chờ vua Việt hồi quy. Dạ. Chữ phân những đứa vô nghì mới là khóa lắp chích tiền ngọc son đó, cái thớp nhà in nó không với mình pháp nó cai trị mình chào vua Việt hồi quy là mình có ý chống pháp. Yeah. Buộc lòng nó mới sửa lại, nó để vua Kiệt đó. Rồi giờ ông này ông nói ổng là ông vua Kiệt đó à, nghe ổng lên tiếng nữa ông về Việt Nam làm vua, ổng về bên Mỹ người ta theo ổng gần vậy đó, tôi nói ông này chết nữa. Vua Việt là cậu hai thanh sĩ. Yeah. Hồi trước ổng là minh mạng, sau này về làm vua Việt Nam nè, ông nào xưng là coi chừng chết á, ổng về rồi đó, chưa ra mặt đó. Dạ. Đức Thầy là Phật Dương, còn ông ở Thanh Sĩ là Minh Dương. Dạ. Mình cầu nguyện mỗi ngày đó. Dạ. Coi thế chừng ông nào xưng Dương là chết đó. Dạ. Bởi vì con nói là mình đừng có xưng cái gì hết trơn á, mình cứ bình thường mình lo niệm Phật nè, rồi mình lo giống như là làm lánh dữ, rồi mình làm ăn chân chính thôi. Đó. Thì bây giờ cái đường lối của thầy dạy đi sao mình cứ đi ngay vậy. Dạ, đó gì đó. Dạ. Dạ, gì đó. Cái ông vua Việt mới xử phân cho đất nước Việt Nam được. Dạ. Cái ông vua Kiệt ở đâu bên Tàu qua đây xử là xử sao, chuyện ấy vô lý không? Tại vì ông thì có giống như là cũng có tiếp xúc với thầy, cho nên là những sự cúng lại hay là cái thờ phượng đồ này kia nó tụi con thờ bây giờ thì có một số cái là nó không có giống như trước. Cho nên là tụi con muốn tìm hiểu rõ cái nguồn tích hồi xưa của Đức Thầy đó như sao thì tụi con làm y thinh vậy, nó để cho nó đúng.